Chấm hỏi cái gì đây vậy anh ơi? Anh chấm hỏi cái gì vậy? Diêu xào anh. Diêu xào Diêu xào Việt Nam ấy. Diêu xào Việt Nam anh. Vâng. Liều nó có lên nồi không anh? Hay. Gió nhỏ rít đấy. Hay. Lên được không? Anh nghề nhân của chiếc diêu này mình hết công phu của họ hết trong vòng một tuần anh, một tuần mới hoàn thành được cái diêu này à? Thà thà vậy nè. Đấy. Gió nhỏ quá anh này. Quá nhỏ đúng không? À, anh cho em hỏi là cái đuôi trắng trắng đó là cái gì anh? Đuôi tao lực. Đuôi tao lực à? Hình đặng lên đây phải thảo đá với cái đồ ấy mới chì không? Hả? Nghe nhắn này, chà, cái đi có vẻ kẹo kiệt công phu hay. Chào tất cả anh em nha, đây đây ảnh Thôn Xuân Hà nha. Nghe nhắn của Sảo Diêu, ảnh Hồng.